Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Đặng Xuân Hải, 43 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Kim Giàu, 34 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an huyện An Biên bố trí lực lượng mai phục bắt quả tang Giàu đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Tang vật thu giữ một xe máy, dụng cụ dùng để bẻ khóa và một số tài sản khác do Giàu trộm cắp được. Qua khai thác nhanh Giàu, Công an huyện An Biên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Xuân Hải khi y đang lẩn trốn tại một ngôi nhà thuê tại ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành. Tại đây, công an đã thu giữ 6 xe máy do Giàu và Hải lấy trộm. Tại cơ quan công an, Hải và Giàu thừa nhận để thực hiện trót lọt các vụ trộm, cả hai đã chia nhau địa bàn và chọn những gia đình không có người ở nhà hoặc mất cảnh giác để thực hiện các vụ trộm. Sau đó, chúng lẻn vào nhà, dùng đoạn để bẻ khóa trộm xe máy, sau đó đưa xe về tập kết tại nhà. Đủ số lượng 10 chiếc xe trở lên sẽ vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Giàu và Hải đều có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội trộm cắp tài sản.